Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự khởi pháp không quên mất, cũng khuyên người khác khởi pháp không quên mất, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp không quên mất, hoan hỉ khen ngợi người khởi pháp không quên mất. Nên tự khởi tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người khác khởi tánh luôn luôn xả, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi tánh luôn luôn xả, hoan hỉ khen ngợi người khởi tánh luôn luôn xả. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn, cũng khuyên người khác nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn, hoan hỉ khen ngợi người nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự truyền pháp luân, cũng khuyên người khác truyền pháp luân, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp truyền pháp luân, hoan hỉ khen ngợi người truyền pháp luân. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, cũng khuyên người khác nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, hoan hỉ khen ngợi người nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên an trụ như vậy. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát nên học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Nếu học như vậy thì mới có khả năng an trụ pháp an trụ. Nếu học như vậy, an trụ như vậy thì đối với sắc không bị chướng ngại, đối với thọ tưởng hành thức không bị chướng ngại, đối với nhãn xứ không bị chướng ngại, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không bị chướng ngại, đối với sắc xứ không bị chướng ngại, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không bị chướng ngại, đối với nhãn giới không bị chướng ngại, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không bị chướng ngại, đối với sắc giới không bị chướng ngại, đối với thanh hương vị xúc pháp giới không bị chướng ngại, đối với nhãn thức giới không bị chướng ngại, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không bị chướng ngại, đối với nhãn xúc không bị chướng ngại, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không bị chướng ngại, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không bị chướng ngại, đối với các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không bị chướng ngại, đối với địa giới không bị chướng ngại, đối với thủy hỏa phong không thức giới không bị chướng ngại, đối với vô minh không bị chướng ngại, đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử được không bị chướng ngại, đối với việc xa lìa sự sát hại sanh mạng không bị chướng ngại, đối với việc xa lìa sự không cho mà lấy dâm dục tà hạnh, lời nói hư dối, lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, tham dục sân giận tà kiến không bị chướng ngại, đối với bốn tịnh lự không bị chướng ngại, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc không bị chướng ngại, đối với bố thí ba la mật đa không bị chướng ngại, đối với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa được không bị chướng ngại, đối với pháp không nội không bị chướng ngại, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh không bị chướng ngại, đối với chân như không bị chướng ngại, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ không bị chướng ngại, đối với bốn niệm trụ không bị chướng ngại, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không bị chướng ngại, đối với thánh đế khổ không bị chướng ngại, đối với thánh đế tập diệt đạo không bị chướng ngại, đối với tám giải thoát không bị chướng ngại, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ không bị chướng ngại, đối với pháp môn giải thoát không bị chướng ngại, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện được không bị chướng ngại, đối với bậc cực hỷ không bị chướng ngại, đối với bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân không bị chướng ngại, đối với năm loại mắt không bị chướng ngại, đối với 6 phép thần thông không bị chướng ngại, đối với pháp môn tam ma địa không bị chướng ngại, đối với pháp môn Đà La Ni không bị chướng ngại, đối với 10 lực Phật không bị chướng ngại, đối với 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không bị chướng ngại, đối với việc quán 12 tri duyên khởi theo chiều thuận nghịch không bị chướng ngại, đối với việc biết khổ, đoạn tập chứng diệt tu đạo không bị chướng ngại, đối với quả dự lưu không bị chướng ngại, đối với quả nhất lai bất hoàn A-la-hán không bị chướng ngại, đối với quả vị độc giác không bị chướng ngại, đối với địa vị nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát không bị chướng ngại, đối với việc nghiêm tịnh cõi Phật không bị chướng ngại, đối với việc thành thục hiếu tình không bị chướng ngại, đối với việc khởi thần thông Bồ Tát không bị chướng ngại, đối với trí nhất thiết không bị chướng ngại, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không bị chướng ngại, đối với việc đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục không bị chướng ngại, đối với pháp không quên mất không bị chướng ngại, đối với tánh luôn luôn xả không bị chướng ngại, đối với tuổi thọ viên mãn không bị chướng ngại, đối với việc chuyển pháp luân không bị chướng ngại, đối với sự tồn tại của chánh pháp không bị chướng ngại. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Đại Bồ Tát ấy từ đời trước đến nay chẳng nhiếp thọ sắc, chẳng nhiếp thọ thọ tưởng hành thức, chẳng nhiếp thọ nhãn xứ, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng nhiếp thọ sắc xứ, chẳng nhiếp thọ thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nhiếp thọ nhãn giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng nhiếp thọ sắc giới, chẳng nhiếp thọ thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng nhiếp thọ nhãn thức, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới,